đang vận hành với lượng tro xỉ thạch cao thải ra lên tới hơn 15,7 triệu tấn hàng năm. Tuy nhiên, các nhà máy thì vẫn chưa tìm được giải pháp đầu ra cho tro xỉ như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là một trong những nội dung vừa được Bộ Công Thương cho biết trong văn bản trả lời về các dự án nhiệt điện. Liên quan đến phản ánh của báo chí gần đây đề cập tới chuyện các dự án nhiệt điện nằm ở các trung tâm kinh tế sát biển, xả nước thải ra biển, Bộ Công Thương vừa có văn bản lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, Bộ cho biết từ đầu năm đến nay đã tập trung kiểm tra tại 29 doanh nghiệp có hoạt động xả nước thải ra biển hoặc cửa sông giáp biển, trong đó bao gồm các nhà máy nhiệt điện. Kết quả vẫn còn tồn tại một số nhà máy chưa hoàn thiện các công trình theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc sử dụng công nghệ lạc hậu như nhiệt điện Duyên Hải 1 và Lại một và Ninh Bình. Đáng chú ý các nhà máy nhiệt điện hiện nay vẫn chưa tìm được giải pháp đầu ra cho tro xỉ. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, trong khi đó nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng, gạch không nung có khả năng sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất nhưng lại không đủ điều kiện tiếp nhận tro xỉ. Đối với tro xỉ nhà máy nhiệt điện, Bộ Công thương chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện phải chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ. Mất nhiều năm để nghiên cứu và xây dựng nhưng chỉ sau